Dạ em thích đá banh ạ. À, hình như là cuối tuần này em cũng tụ tập với bạn bè để đá. Trước nay thì tụi em đá rất là tối, không thấy đường chuyền banh để đá. Không rõ là sở thích với đam mê. À, nếu mà tối quá thì không banh không thấy, đồng đội cũng chả thấy. Là thương hiệu nước tăng lực hàng đầu Việt Nam, chúng tôi muốn thực hiện một dự án để nối dài hành trình tiếp thêm năng lượng cho mọi người đến gần hơn với ước mơ. Liệu chúng tôi có thể biến lon Red Bull thành một nguồn năng lượng để thắp sáng những ước mơ? Red Bull giới thiệu hút tung bóng tối. Một hệ thống năng lượng làm từ 2.475 lon Red Bull có khả năng chuyển hóa năng lượng từ mặt trời thành điện năng để thắp sáng sân tập về đêm. Đây là cách hệ thống được tạo ra. Đầu tiên, những lon Red Bull được sơn đen để dễ dàng hấp thụ nhiệt mặt trời và chuyển hóa chúng thành điện năng. Sau đó, điện năng sẽ được lưu trữ trong một bộ lưu điện chuyên biệt. Hệ thống sẽ tự động thắp sáng khi màn đêm buông xuống. Cái đèn rất là quan trọng rồi, đỡ được mảng điện, mảng đèn thì đỡ được hơn 50% vấn đề mà mình hiện đang có rồi, nên rất là tốt. Red Bull hút tung bóng tối.